Bẩm quản gia, phủ Bối Lạc bác Hoàng Nhĩ có thư cho ông. Thái Tông Hoàng Đế Hoàng Thái Cực của chúng ta, còn cái này là Hoàng hậu Thái Tông Hoàng Đế của chúng ta, có 4 người phi tử. Người thứ nhất là Thần Phi, người thứ hai là Quý Phi, và cũng hiện bây giờ là Thái Phi. Người thứ ba là Tục Phi, còn người thứ tư là Trang Phi, và cũng tức là Hoàng Thái Hậu hiện giờ. Ồ, hiểu chưa? Dạ hiểu. Phải để ở hàng cuối cùng. Quý Phi có một người con trai, Trang Phi cũng có một người con trai. Con trai của Trang Phi đã làm hoàng thượng, con trai của Quý Phi đã trở thành là Bối Lạc, trở thành người này. Con trai của Trang Phi trở thành hoàng thượng, con trai của Quý Phi là Bối Lạc, khác biệt rất xa, nghe hiểu chưa? À, dạ hiểu. Thật ra thì nếu như có một hôm nào cái nào mà rớt xuống đất trước thì cái đó sẽ bị nát. Có thể từ từ qua lại mà, và cũng có thể kêu mấy đứa nhỏ nhắn lời. Tội tình gì mà phải yêu cầu gặp mặt? Chuyện gì tôi cũng chẳng nhìn bả, càng ngày càng làm tới. Không lẽ ông không chủ sự công bằng cho cô nhi quả phụ chúng tôi? Ngày tháng lâu dài, cần gì mà phải tranh chấp chứ? Bà hiếp đáp mẹ con của tôi không phải là chuyện của một hai hôm nay. Lúc con còn nhỏ thì còn đỡ. Bây giờ nhìn thấy bác Hòa Dĩ càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng xuất sắc, người ta chịu không nổi nữa. Tôi nghĩ Lan hãy nói một câu công bằng đi. Bác Hòa Dĩ càng xuất sắc hơn Phúc Lâm, càng hiểu biết chuyện hơn Phúc Lâm, càng biết thể diện. Ông nói đi, có đúng như vậy hay không? Trong thiên hạ chỉ có bà mới hiểu như vậy. Đừng có đem con của mình so với hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng là hoàng thượng mà. Bác Hoàng Dĩ càng xuất sắc hơn nữa, ngai vàng của thuộc về Phúc Lâm, không có ai dành với nó. Con của tôi, nó chỉ muốn những gì nó nên có mà thôi. Tại sao bà không có thể cho nó vậy? Bác Hòa Dĩ làm được nghị chánh, ông trời sẽ sập hay sao? Tính tình của Thái Hậu bà biết, tôi biết. Bà giành với Thái Hậu thì có ích lợi gì đâu à. Bà không muốn cho bà, mà bà lại đi giành với bà như vậy thì càng không được. Thôi thì nhịn tốt hơn, sau này phải tiếp tục nhẫn nhục. Tội tình gì mà đối địch với bà?
chẳng khác nào là lấy trứng mà chọi vô cục đá thôi à. Ông là Phủ Chánh Dương, ông khoanh tay ngồi nhìn bả thêm bất ý kiến của triều đình. Ông không ngó ngàn, ông sợ không được lợi ích, ông không đi giành, còn khuyên chúng tôi đừng có giành nữa là sao? Tên Dĩ Lan lần này là thứ mấy? Ông khiến chúng tôi thất vọng. 20 năm trước. Đừng có nhắc tới chuyện trước kia. Những cái chuyện tranh cường đó. Ây à, tranh chấp á chỉ là tai họa, sinh linh đồ thán. Đại Thanh Quốc mới vừa được ổn định lại thôi, tông thất nội ngoại à, tàn sát lẫn nhau, có biết bao nhiêu người mất hết tương lai. Những chuyện này Bác Hòa Nhĩ, A Già Bà không lẽ không biết? Có tương lai hay không thì số mệnh đã an bài rồi. Tranh thủ không được phong quan, ít nhất cũng còn vinh hoa phú quý. Bây giờ hãy nên tranh thủ những gì như là cuộc sống được ổn định thì tương lai mới tránh được phong hiểm. Chuyện gì cũng tranh giành, không có chịu thua, cuối cùng nhất định sẽ lỗ đầu chảy máu. Không có một kẻ háo thắng nào có thể thoát khỏi hậu quả đâu. Cái đạo lý này bà hãy tìm cách nói cho thằng con nó biết đi. Không lẽ chúng tôi cứ như vậy để mặc cho người ta áp bức hay sao? Không phải để mặc cho người ta áp bức. Nếu như thiệt đến nước này, tôi cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu. Cái chuyện trước kia hãy để cho nó qua luôn đi, đừng có nhắc tới nữa. Hôm nay tôi tới đây là lần cuối cùng. Xung quanh đều có tai mắt của Thái hậu đó, nếu sơ ý anh là chết. Tôi với bà đều thân bại danh liệt. Hôm nay nhớ lời của tôi, đừng có tranh chấp với Thái hậu, bởi vì bà không giành lại với bà được đâu. Bây giờ tôi về. Cáo từ, bảo trọng nha.
ngày mai cô phải qua nghìn. Ngủ không được. Trời mưa lớn như vậy, đã có chỗ phải gặp nàng nữa. Ông trời đang khóc. Vì ai mà khóc? Ông không có gì ai hết. Có lẽ ông thấy đau lòng, không nhìn được. Ta biết tại sao ông đau lòng. Tại sao? Nóc nhà cha của cô lại có thêm 3 cái lỗ. Ông trời không có lo tới những người nghèo khổ đâu. Nè, mỗi một tháng có được bao nhiêu ngân lượng? 1 lượng 2 phân. Sao lại ít như vậy? Ngày mai cô tới Càn Thành Khung lấy 200 ngân lượng cho cháu cô xài trong gia đình. Cảm ơn ngân điện của hoàng thượng. Số ngân lượng này nô tỳ không dám lấy. Chị ít à? Hoàng thượng có chi tiêu của hoàng thượng, tiền mỗi tháng có nô tỳ dùng đủ rồi. Kêu cô lấy thì lấy đi, của thiên hạ cũng là của ta. Những chuyện mộng trời không đo thì ta lo. Cảm ơn hoàng thượng. Nữa hả? Là tại nô thì đúng trúng tôi. Nếu như cô muốn, ta có thể cho cô trời khỏi khổ. Nhưng đừng đi dùng tôi quen rồi. Bà không có cho tôi đi đâu. Cô có thể phụng sự cho thái hậu. Không đi, tôi không có đi đâu. Nếu tôi đi tới chỗ khác, tôi không thể phụng sự cho hoàng thượng được nữa. Tạt vô sẽ ướt hoàng thượng hết. Dạ. Không cần, ta muốn nhìn trời mưa. Hoàng thượng, bộ ngài chưa ngủ hay sao? Em đếm về giùm ta, đếm 100 mấy chục con thì đã ngủ vô rồi. Hoàng thượng còn nghĩ tới chuyện quan hình hả? Không phải. Ngạc nương và em cùng đi chung với hoàng thượng, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đã nói rồi, ta không nghĩ tới chuyện này. Lúc ở Quỳ Hương, hoàng gia xử quyết tội phạm của ổng, một chân ở xa từ Bát Lý cũng tới đó coi, giống như những ngày lễ vậy. Họ trói chân của tội phạm lại, còn đầu dây bên kia thì buộc trên yên ngựa, cho ngựa kéo tội phạm chạy trên cỏ. Lúc ban đầu tội phạm còn la, nhưng chạy được một vòng thì không còn tiếng tăm. Chạy đến nơi không bằng phẳng, đột nhiên thân của tội phạm giăng lên cao hơn lưng ngựa, giống như là cái túi không bay qua. Có nhiều chuyện nghĩ tới hình như là thấy rất sợ. Nhưng mà khi chính mắt nhìn thấy thì không có sao.
cảm giác gì nữa. Đúng rồi, còn có một đám chó rượt theo phía sau nữa đó. Xương nhà thịt của tên tội phạm đó cứ rớt xuống lộp độp. Rớt một miếng thì cho ăn một miếng, rớt xuống miếng nào thì chó cũng đều ăn hết. Chạy đến khi con ngựa thấy mệt thì trong thời gian không còn cái gì nữa. Những người làm ra những tội ác thì phải được nên hậu quả này. Đừng nói nữa. Ngạc Nương căn dặn em khi em nói chuyện với hoàng thượng, nếu hoàng thượng không muốn nghe mấy chuyện này, vậy mình nói chuyện khác đi. Không nói nữa. Hai người cũng đi ngủ đi. Với người ta thì có chuyện để nói, còn với ta thì không có chuyện để nói. Muốn ta nói gì với em đi. Em biết hoàng thượng không muốn nghe em nói chuyện. Nói chuyện gì cũng vô ích thôi. Vì lòng của hoàng thượng thực sự không có ở đây. Với em thì không có gì để nói. Với tên nô tỳ này thì nói hoài cũng không hết. Không cần nói gì hết. Không cần phải nói gì hết. Em nhất định phải nói. Xưa này Nhạc Nương kêu ta nhìn em. Được, ta nhìn em. Em muốn nói cái gì thì nói đi. Ta đi ngủ. Hồi nãy người nói cái gì? Không có nói gì hết. Bình thường như tên ăn xin, thấy đồ hư thối cũng lượm, bây giờ thì giỏi rồi. Biết tiếng quá, biết xòe tay xin tiền của người ta. Người còn muốn cái gì nữa đây? Tôi không muốn gì hết. Không được đánh cổ. Nô tiệt của em, em muốn đối với nó thế nào thì em đối với nó như vậy. Hoàng thượng thấy đau lòng hả? Nghe cho kỹ đi. Nghe cho kỹ. Sau này cấm cô đánh người bừa bãi trước mặt của ta. Xin hoàng thượng bớt giận. Xin hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng. Ngươi vô làm gì? Cút ra. Dạ, nô tài cút ngươi. Xin hoàng thượng bớt giận. Trong cùng mày dài cái áo thì thấy đau lòng, ngân lượng thử cho nô tỳ thì không đau lòng hả? Trong này là nội cung của Đại Thanh, dùng ngân lượng mà phải lén lén lúc lúc, còn thua với người tài chủ bên ngoài. Ta không có giống hoàng hậu, ngài cũng không giống hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng gia có hoài nhĩ tâm, trước khi quan hình ổng ngủ cũng không được. Nhưng mà người ta vui vẻ hơn nhiều, ca hát nhảy múa nướng thịt dê, uống rượu nồng. Họ thấy rất vui vẻ, chờ coi kết quả của kẻ địch. Nhưng mà hoàng thượng ngài, ngài thương hại đám xuất sanh đó, hay là ngài nhát gan? Hả? Thở mạnh thì sợ ba con mũi bị thương, còn đi ngoài đường thì sợ đạp kiến chết, nhát gan như chuột. Ngài không giống hoàng thượng chút nào. Ta nói như vậy, bây giờ ta nói như vậy, cho dù trước mặt Ngạc Nương, ta cũng vẫn nói như vậy. Đừng nương, đừng nương, nổi giận cỡ nào cũng được, nhưng mà có những lời không thể nào nói được đâu. Đó chính là phạm thượng. Nô tài chó. Hoàng thượng. Cút ngay. Hoàng thượng lên tiếng giùm đi. Hoàng thượng. Ngày mai cô đẹp như lời khi nãy, nói cho Ngạc Nương nghe thêm lần nữa. Đương nhiên là sẽ nói. Được. Nếu như cái chơi hậu cung dùng ngân lượng lén lút, cô nói cho Ngạc Nương biết, trên xe giao với đường huynh của bộ hình vô đại lâu, lấy vài cái hình cụ ra,
để trong cung đình cùng. Nhìn thấy nô tài nào chướng mắt, muốn phạt họ như thế nào thì phạt đi, đánh cho tới chết. Kinh thư chỗ này không thể thấy được ngựa kéo người, thiệt đáng tiếc quá hả? Nếu như cô muốn nhìn thấy thì cô hãy về đi, lập tức trở về đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, cút! Chờ một chút, qua cái áo lên đi, cút mau! Hoàng thượng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Từ từ đi, uống miếng nước nè, ngưng lại uống chút nước đi, khỏe chưa? Ráng chút xíu nữa đi ha, sắp được rồi. Ráng lên, ráng lên, chút xíu nữa, chút. Hay quá, tốt lắm. Lữ sư phụ à, hay là ông gì nghỉ ngơi đi. Chủ nhân gấp gáp như lửa, khách khứa đâu có thể coi như không có chuyện gì. Ta nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông đừng có quá lo lắng hả? Theo ta thấy, Phúc Tấn là người có phước đức, nhất định sẽ qua được trận này. Ông cứ việc yên tâm. Ngô Công Công, ông hả? Mời ông vào, mời vào. Không rảnh đi vô trong ngồi đâu. Hãy truyền lời cho An Dương gia, nói là hoàng thượng đang chờ ông ở trong Càn Thanh Côn, thì ông lập tức vào cung để mà gặp hoàng thượng. An Dương gia ông, cho dù ông có té vô hố xí đi nữa, cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi gặp hoàng thượng. Phúc Tấn của An Dương gia có hành tích khó sanh, ai nấy cũng đang thấy lo. Hả? Sao đúng lúc quá vậy? Ta nói cho người biết, đừng nói là Phúc Tấn sinh con, cho dù là Dương gia sinh con đi nữa, cũng phải mặc lẹ cái quần vô rồi để cùng ta đi vào gặp hoàng thượng. Nếu không thì ông trời sập xuống, người đừng có trách ta đó. Dạ tôi hiểu,
tôi hiểu rồi, tôi hiểu. Lẹ lên. Thôi đừng có khiên kiệu, bị ngựa. Dạ xin mời. Thần Nhạc Lạc, trung thỉnh Thánh An. Hoàng thượng khăn đi nè. Kêu người tiên phòng nấu chai gần chỗ người. Dạ. Đi mau. Để cho nô tài bưng nước chai gần vô đi cho hoàng thượng và An Dương gia. Ấy thử cho mấy người gác đêm. Dạ. Anh Lạc, anh Lạc. Dạ có thần. Tôi kiếm cả ngày kiếm không được, anh giúp tôi có được không? Hoàng thượng muốn kiếm cái gì? Gia đình. Gia đình của Tứ Xuyên. Ở đây nè. Quân đại tây có phải chỗ này không hả? Xuyên Đông và Đại Tây cũng đều có tàn quân của Trương Kiện Trung và Lý Tự Thành. Trên thành công ở chỗ nào? Phía bắc của Dương Phổ. Vậy còn Du Vĩnh Lực? Du Vĩnh Lực của Tân Quân ở đâu? Mau chỉ ta coi. Quan thượng, là ở chỗ này. Trốn trong mấy chỗ này, họ khẳng định là không có lối thoát. Quan thượng, họ thật không có lối thoát. Bắt đầu từ khi chúng ta nhập quan, chính là ngày tang lễ của họ. An Lạc, nếu bọn họ liên hợp với nhau thì thế nào hả? Chỉ là mạnh ai nấy lo thôi. Thật sự không thể hảo hợp được. Mấy trăm ngàn cái thiết tiền của ngài đã triệt để phân tán họ. Hoàng thượng, thánh ý của ngài rắn rỏi như sắt, thiên mệnh khó cải. Ngày tận diệt của kẻ địch sẽ không còn xa nữa. Khuya lắm rồi, ngài hãy nghỉ ngơi đi. An Lạc, tôi cũng phải không xứng làm vua không đi. Có người nói tôi không xứng. Ai nói? Cổ. Cổ là ai? Chủ nhân của Khung Đình Cung. Quan hậu. Chắc là hoàng hậu chỉ nói đùa với ngài thôi. Cô nói đều là sự thật. Chắc chắn là sự thật. Hoàng thượng, An Lạc và Phúc Tấn có bao giờ gây gỗ nhau không đi? Hai người ngủ chung một giường. Chân mày của cổ là gương mặt trong lòng của cổ. Gương mặt khác với bề ngoài của anh là gương mặt trong lòng của anh.
hai người cũng thấy khó chịu hay không? Tôi hỏi anh, có khó chịu hay không? Khó chịu, rất là khó chịu. Tâm khẩu bất nhất, chắc chắn là khó chịu. Quan thượng, ngài làm cái gì vậy? Tôi nghĩ, quan thượng à, quan thượng, tôi biết được. Trong lòng của Ngạc Nương cũng nghĩ như vậy. Ngạc Nương không nổi là bởi vì sợ tôi đau lòng. Trong lòng của anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà anh cũng không nổi. Hoàng thượng, các người đều nghĩ như vậy. Hoàng thượng à, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có cổ là nói thật thôi. Cô nói đúng, tôi không xứng để làm vua. Hoàng thượng à, cổ chỉ nói bậy thôi. Cổ thật sự nói bậy. Hoàng thượng là chủ đệ nhất của thiên hạ, hoàng thượng là khai quốc của Đại Thanh Triều. Trí tuệ và nhân từ của hoàng thượng xuất thế vô song. Hoàng thượng, ngài đừng nghe hoàng hậu nói bậy nói bạ. Hoàng thượng, xin đừng nghe hoàng hậu nói bậy. Phước Tấn đã được bình an vô sự, còn đứa nhỏ thì đã xuống suối vàng. Đi được rồi, là người có phước phận đó. Yeah!
Tỷ tỷ, mình chưa có thấy Trạm Đầu đã bao nhiêu năm rồi. Ta nhớ không ra. Thấy không được thì muốn coi. Bây giờ tới đây coi thì gặp chân thì không có nên thân, đang run rẩy. Sao mùi run như vậy? Đâu có phải Trạm mùi. Nói rất đúng, đâu có phải Trạm Đầu của mình. Run cái gì chứ? Không nhớ là năm nào có một tên tội phạm, cần cổ của hắn đặc biệt cứng, trảm mấy đau cũng trảm không đứt. Đa nhĩ khuẩn tức tới nỗi từ trong này nhảy ra ngoài, dùng cái đau của ổng đào một cái tên phạm nhân thành hai khúc. Ôi, tiếng hoàng hù của bá tánh như là trời long đất lở, giống như trời đang sụp xuống vậy. Hoàng thượng, có phải là thấy không được khỏe không? À không, ta rất khỏe. Phúc Lâm, con sao vậy? Thấy lạnh à? Ngạc nương, con không sao. Ngô Lương Phụ, trà. Ngũ thời tam khắc. Tên tội phạm té tiểu trên đại quyết trường kia là tên thứ ba, nhát gan như vậy mà bắt chước ngài làm phẫn. Hoàng hậu, Phúc Lâm thế nào, không được khỏe hả? Hay là con hãy nhìn đôi chân của con, hoặc là nhắm mắt lại cũng được. Ngạc nương cũng không sao. Con muốn coi, con thì muốn coi. Khai đao trảm đầu. Hả? Mở phung mà tới bên gốc cây dương luôn kìa. Hả? Phung lên tới nhánh cây luôn thì lại sảng khoái. Sảng khoái thiệt. Hoàng thượng, hoàng thượng à. Nè, có dừng sạc, cúi xuống, có dừng sạc. Để tôi. Để tôi. Hoàng thượng. Hoàng thượng không sao chứ? Hoàng thượng, có sao không? Hoàng thượng, có sao không vậy? Hoàng thượng, An Đạt, nghe nói con trai của anh mới chào đời đã bị chết rồi à? Chết rồi. Chết thì chết đi. Gì mà gấp vậy? Đầu tóc rối bời kêu ta làm sao gặp mặt được đi. Mới vừa chải đầu đàng hoàng, lên ngựa nhúc nhích thì bù xù hết ngay. Nói cho hoàng thượng biết, ta chuẩn bị chưa xong. Ta không đi. Nương nương, ngựa cũng đã chuẩn bị xong rồi. Thì cứ để nó bên ngoài. Muốn cưỡi thì tự nhiên ta sẽ cưỡi. Ở Thảo Nguyên, những người đàn bà có thân phận ra cửa đều phải ngồi xe.
cưỡi ngựa vừa dằn vừa tưng, không ai muốn chịu cực khổ này. Ra ngoài đi. Dạ. Nương nương thấy không có được khỏe, không thể hầu hoàng thượng đi săn bắn được. Chuyện này là lỗi của nô tài.